Hello, xin chào thầy, anh em quay trở lại video của Hoàng nha. Hôm nay thì Hoàng có cho anh em bộ áo của cái dòng Sustin 250, 230, 210 chính hãng. Đồ zin nha anh em nhé. Này đồ zin. Tất cả đều có màu patin hết nhá. Đó, đây anh em nhìn màu patin này. Đó, cái này thì Hoàng bữa có bóc máy ra, nhưng còn dư bộ nữa anh em. Anh em nào lấy thì tính em 700.000 bao ship luôn. Cả cái nắp bên trên, nắp dưới đều có nha anh em nhé. Này nha, nắp xịn hết này. Đều có màu patin hết ạ. Còn cái ron của xăng anh em này, cần công tắc này. Còn một cọng nhôm zin này. Cái máy nào anh em mà bể này thay vào nó đẹp nhé, mới nguyên. Rồi xin cảm ơn anh em nhé, anh em nào lấy thì 700.000 nhé, bao ship luôn.